Xin chào quý khán giả, đến hẹn mình lại lên. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình giải đáp sản phẩm. Và hôm nay đồng hành với tôi là dược sĩ Bích Thủy, là người sẽ giải đáp các thắc mắc về sản phẩm lần này. Và đông y Thanh Tuấn, dược thảo Từ Tâm sẽ đem đến cho quý vị khán giả một sản phẩm, đó là lợi nhuận công đức. Trong thời gian gần đây chúng tôi đã nhận được rất là nhiều phản hồi nè, những thắc mắc, là những câu hỏi liên quan về sản phẩm lợi nhuận này, thì hôm nay dược sĩ Bích Thủy sẽ giải đáp cho các bạn. Thưa dược sĩ Bích Thủy, thì lợi nhuận công đức này thì nó có nguồn gốc và xuất xứ từ đâu ạ? Kính chào quý vị và các bạn, thì sản phẩm lợi nhuận công đức này là do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại kinh doanh công đức bào chế và sản xuất. Thì sản phẩm này do là lương y Nguyễn Công Đức, thầy nguyên là giảng viên của khoa y dược cổ truyền trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh bào chế và sản xuất. Sản phẩm này thì đã được quá trình là kiểm định của Bộ Y tế và được thực hành sản xuất trên cái dây chuyền sản xuất là đạt chuẩn GMP. Dạ vâng ạ. Vậy thì theo tôi được biết thì cái tiêu chuẩn GMP là tiêu chuẩn tốt và chất lượng nhất hiện nay, thì mọi công ty, mọi nhà máy thì đang hướng đến, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Vậy thì cái công dụng của cái lợi nhuận này nó đem lại là như thế nào ạ? Cái sản phẩm này là nó là một bài thuốc. Thì cái bài thuốc này thì nó sẽ giúp cho quý vị là giúp cho mình bài tán cái phần sỏi thận, sỏi bàng quang. Rồi ví dụ như chúng ta bị các cái triệu chứng như là tiểu rắt, tiểu buốt, rồi khó tiểu, bí tiểu, thì chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm này để dùng điều trị. Vâng ạ. Thì để mà cấu tạo và sản xuất bào chế ra một cái viên nang lợi nhuận này thì thành phần cấu tạo của nó là 100% từ thảo dược thiên nhiên. Thì cái thành phần chính của cái lợi nhuận này là gồm 3 vị thảo dược, đó là kim tiền thảo, hải kim sa và đan sâm. Thì về thành phần là thì thiên nhiên, thì không biết đó, thật nó có gây ra cái tác dụng phụ gì cho khi mà mình sử dụng sản phẩm này hay không ạ? Cái sản phẩm này là hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên, chúng ta đã được qua quá trình kiểm định của Bộ Y tế và được thực hành sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP. Rồi chúng ta sẽ khi mà có cái sự kiểm định của Bộ Y tế rồi thì nó sẽ không có trộn lẫn những cái tạp chất hoặc là những thuốc tây, nó gây cái tác không có làm cho chúng ta bị tác dụng phụ. Nên là khi mà quý vị dùng cái sản phẩm mà được chứng nhận an toàn như vậy thì mình có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Dạ vâng ạ. Vậy thì khi mà mình sử dụng cái lợi nhuận này, mình có thể kết hợp với các sản phẩm khác được hay không? Như chẳng hạn ở đây là mình dùng lợi nhuận và mình đang điều trị bệnh dạ dày hoặc là bệnh tiểu đường, thì mình có thể sử dụng kết hợp được với nhau hay không ạ? Sản phẩm này thì chúng ta có thể là dùng với những cái sản phẩm khác cũng được. Có thể là chúng ta đang dùng thuốc khác thì chúng ta có thể là dùng hai cái thuốc nó tách cái thời gian ra. Ví dụ như mỗi thời gian chúng ta dùng cái thuốc là chúng ta cách nhau ra một tiếng. Đó, hoặc là có thuốc chúng ta có thể uống trước ăn. Ví dụ như lợi nhuận, quý vị đang uống thuốc tây thì quý vị có thể là uống sau ăn, thì chúng ta dùng lợi nhuận này trước ăn cũng được. Đó, và nó sẽ không có kiêng kỵ gì với những cái sản phẩm khác. Dạ vâng ạ. Vậy thì một hộp lợi nhuận này nó rất là nhỏ nhỏ như thế này, thì một hộp nó bao nhiêu viên, thời gian sử dụng bao lâu, và cái thuận tiện trong việc cho mình sử dụng hay không nè, rồi nên sử dụng thời gian bao lâu để đạt hiệu quả tốt nhất? Sản phẩm lợi nhuận này thì một hộp như vậy là có 30 viên nang, thì chúng ta sẽ sử dụng trong vòng 5 ngày. Mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng 6 viên. 6 viên thì chúng ta sử dụng là sáng 2 viên, trưa 2 viên và tối 2 viên. Chúng ta cũng có thể là nếu chúng ta không bị đau dạ dày thì có thể uống trước ăn 30 phút, hoặc là nếu bị đau dạ dày thì chúng ta uống sau ăn 30 phút. Rồi. Thì cái sản phẩm này được bào chế thì bằng viên nang, thì chúng ta có thể để sử dụng đi công tác hoặc là sử dụng ở nhà hoặc là tới văn phòng. Chúng ta rất là thuận tiện khi mà mình sử dụng. Rồi thì cái sản phẩm này thì đang là thực hành sản xuất sạch theo chuẩn GMP, nên là được chứng nhận bởi Bộ Y tế, đó có kiểm định xong hết thì chúng ta có thể là sử dụng an toàn.
Và cái liều dùng này thì chúng ta cố gắng là duy trì cái liều dùng ít nhất là trong vòng khoảng từ 15 cho đến 20 tuần hoặc hơn. Nó là tùy theo cái cơ địa và cũng tùy theo cái sỏi trong cơ thể của mình. Và chúng ta dùng thì chúng ta cũng cái thời gian bài sỏi thì cũng tùy theo cơ thể của mỗi người, thì chúng ta có thể đi tới các cái cơ sở y tế để chúng ta xét nghiệm xem thử, hoặc là chúng ta siêu âm để xem thử là cái viên sỏi chúng ta nó nhỏ như thế nào, nó bài tán như thế nào. Dạ vâng ạ. Thì trong quá trình sử dụng cái lợi niệu công đức này á, thì chúng ta có cần kiêng cữ gì không ạ? Cái sản phẩm này thì chúng ta cũng khuyến cáo thì cũng không nên kiêng cữ nhiều, bởi vì nếu được thì một số cái bạn trong cái dân gian thì chúng ta có thể là giảm bớt những cái thực phẩm mà nó có tính chất ví dụ như là làm cho hình thành nên sỏi rồi đó, thì chúng ta nên hạn chế, ví dụ như là thức ăn có nghêu sò hoặc là nhiều quá thì chúng ta cũng hạn chế ăn bớt đó, để cho nó giảm bớt cái vấn đề là bà làm cho cái hình thành cái của sỏi thận nó to hơn. Chúng ta có thể, nếu mà tốt thì chúng ta có thể sử dụng ví dụ như một số cái liệu pháp dân gian, ví dụ như sử dụng dứa để chúng ta hỗ trợ thêm, hoặc là có thể là quý vị ở nhà thì cố gắng là uống nhiều nước đó, thì để nó hỗ trợ trong cái quá trình mình dùng cái viên uống lợi niệu này để nó tăng cái hiệu quả sử dụng. Cảm ơn ạ. Để vậy thì để mà có một cái điều trình tốt để điều trị thì quý vị nên hãy nghe theo cái lời khuyên của dược sĩ Bích Thủy. Như chúng ta có thể sử dụng nhiều sản phẩm có về rau củ quả, rau xanh, hoặc là như chẳng hạn như là dứa, thì có thể đem lại kết quả điều trị tốt nhất. Nếu quý vị khán giả muốn mua sản phẩm này, có thể truy cập vào website siêu thị thuốc đông y.vn hoặc liên hệ chúng tôi qua hotline 0962 136 850. Ngoài ra các bạn còn nhiều thắc mắc, câu hỏi muốn tìm hiểu sâu về sản phẩm, thể thư qua email chăm sóc khách hàng chamdongytinhtuan@gmail.com. Chương trình giới thiệu sản phẩm đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị. Còn hết rồi, lúc sau em đọc.